trình thiện nguyện thường niên Hạc Giấy Nâng Bước Tương Lai của Rike đang lan tỏa được những điều tích cực tới cộng đồng, mang lại nhiều ý nghĩa với những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là với những em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa. Năm 2024 này, người Rike lại đem đến cho các em nhỏ có thêm điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn với hoạt động trường đẹp cho em và phòng tin học cho em, cũng như rất nhiều món quà thiết thực khác. Ngày 24 tháng 8 năm 2024 vừa qua, 4 đoàn thiện nguyện với 105 tình nguyện viên đã thay mặt cho hơn 2.000 người Rike mang tình yêu, sự quan tâm chân thành đến với các em nhỏ với những hoàn cảnh khó khăn tại Lai Châu, Sơn La, Quảng Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Những giấc ngủ dài trên xe, những bữa ăn vội vã, chứng kiến được sự chuyển dịch của thời gian trong suốt chặng đường dài, tất cả những điều đó đều không thể ngăn nổi sự hào hứng và phấn khởi của chúng mình khi sắp được gặp các em nhỏ. Và khi được gặp những gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, những mệt mỏi của chúng mình dường như không còn nữa. Hãy sẵn sàng cùng chúng mình gặp gỡ và trao những món quà ý nghĩa cho các em nhỏ nhé! Xin chào tất cả mọi người! Hiện tại chúng mình đang có mặt tại điểm trường Lai Châu và chúng mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Rike giao phó. Set up 17 bộ máy tính được lắp đặt tại hai phòng tin học trường cấp 1 và cấp 2 Bum Nưa. Tặng thầy cô và các em học sinh gói hỗ trợ gồm 1.000 quyển vở trắng và rất nhiều đầu sách, truyện giáo dục. Đặc biệt, trao tặng 50 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn có thành tích học tập rất xuất sắc. Hy vọng năm học mới của thầy cô và các em sẽ đủ đầy, vui vẻ và đạt nhiều kết quả tốt. Cảm ơn Lai Châu, chúng mình đã có một khoảng thời gian rất vui với thầy cô và các em học sinh tại đây. Xin được kết thúc báo cáo với anh chị em Rike Shop nhé. Chào anh chị em, đoàn Sơn La rất vui khi được góp một phần công sức trong hành trình nâng bước tương lai năm nay. Năm nay thì tại đoàn Sơn La, bên cạnh món quà là 70 triệu đồng do công ty tài trợ để đóng góp xây dựng lớp mầm non tại điểm trường Bản Mo, trường mầm non Hoa Hồng, thì chúng mình cũng mang tới đây rất nhiều món quà thiết thực như 32 suất quà dành cho các em nhỏ mầm non, 7 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn và rất nhiều đồ chơi, sách truyện để trường phục vụ công tác giảng dạy. Đặc biệt, bên cạnh tài trợ xây trường, Rike Shop còn triển khai hoạt động vô cùng mới và hay ho. Chúng mình đã cùng nhau trang trí lớp học cho các em thêm nhiều màu sắc. Bức tranh đại dương trên bản nhỏ với chủ đề đại dương đang được chúng mình hoàn thiện với hy vọng các em nhỏ vùng núi Sơn La sẽ có nhiều cơ hội để khám phá thế giới mênh mông ngoài kia, theo đuổi và thực hiện hóa tất cả ước mơ của mình. Đồng hành cùng chương trình Hạt Giấy Nâng Bước Tương Lai năm nay, đoàn chúng mình nhận nhiệm vụ mang yêu thương đến với trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Chơ Âm, Tây Giang, Quảng Nam. Đoàn chúng mình đã hoàn thành nhiệm vụ lắp đặt 10 bộ máy tính do công ty tài trợ và hỗ trợ nhà trường sửa chữa các máy tính cũ. Bên cạnh đó, đoàn chúng mình còn trao tặng 50 suất quà dành đến cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn và có tinh thần vươn lên trong học tập. Trao tặng 350 suất bánh kẹo dành đến cho toàn bộ học sinh nhà trường, cùng với đó là các món quà có giá trị sử dụng thiết thực cho nhà trường như chăn, màn, tô inox, đèn tích điện. Hy vọng rằng với những tình cảm của các cô chú Rike Shop mang đến cho các em, hành trình đến trường này sẽ trở nên dễ dàng hơn và ấm hơn, tiếp sức cho một mùa học mới sắp tới. Chào tất cả mọi người, hôm nay đoàn tình nguyện công ty cổ phần Rike Shop Hồ Chí Minh đã đến mái ấm thiên thần tại khu vực thành phố Thủ Đức. Đến tại đây thì chúng tôi đã gửi tặng cho các bé một số phần quà, bột mì, sữa, sách vở cũng như một số các nhu yếu phẩm cần thiết. Tại đây có khoảng 120 bé từ độ tuổi từ 0 cho đến 13 tuổi. Mặc dù nhìn qua thì với còn nhiều rất nhiều cái khó khăn tại cơ sở, nhưng mà chúng tôi chúc cho các bé sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn vươn bước cho chặng đường tương lai. Chuyến đi này thì rất là có ý nghĩa, nhất là mình đem đến cho các bạn cái phòng tin học ấy. Qua những cái trải nghiệm mà các bạn ấy được thực hành thực tế thì anh cảm thấy rất là hạnh phúc, các em cũng cảm giác là rất là hăng say cũng như là rất là phấn khích. Nhìn trong ánh mắt các em thì anh cảm thấy rất là vui. Đầu tiên thì anh rất là vui vì lần này được đi với cả đoàn của Rike Shop Đà Nẵng. Cái thứ hai là thực sự anh thấy cái chuyến đi này rất là nhiều ý nghĩa. Chúng ta
chọn được một cái điểm đến cũng rất là phù hợp, rất khó khăn, và các cháu đón nhận đoàn với một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Các thầy cô tại trường thì cũng đều ghi nhận tình cảm cũng như là sự quan tâm và những cái món quà rất là thiết thực và ý nghĩa của Đi Kỳ Sắp Đà Nẵng. Mỗi tuổi trẻ nó sẽ có một trải nghiệm ấy, xúc động và rất là tự hào khi mình có một phần giúp mình trong cái đường nâng bước tương lai của em sau. Thì anh thấy rằng mọi người khi đi trực tiếp đến những cái vùng khó khăn như thế này thì cũng sẽ cảm nhận được những cái ý nghĩa trong công việc, những cái ý nghĩa mà chúng ta đang làm trong cuộc sống, cũng như khi mà chúng ta đến và giúp đỡ được cho mọi người, giúp đỡ cho những người khó khăn ấy, thì chúng ta cũng có thêm được rất nhiều những cái trải nghiệm sống mới, rồi những cái niềm vui mới. Thứ hai, đứng về phía công ty ấy, thì anh nghĩ đây là cái hoạt động vô cùng là ý nghĩa, bởi vì nó vừa thể hiện cái những cái giá trị của Ricky Shop, nhưng đồng thời nó cũng mang lại rất là nhiều những cái giá trị về mặt xã hội, về mặt chia sẻ với cộng đồng. Và để anh em khi đi cùng với nhau ấy, thì cũng có rất là nhiều những cái moment, có rất nhiều những khoảnh khắc. Anh nghĩ là mọi người sẽ rất là vui khi mà trở về với cả cái công việc thường nhật. Hy vọng là các em nuôi dưỡng đam mê, cứ đam mê rồi cứ chịu khó tìm tòi học hỏi. Tức là những cái tri thức về công nghệ thì đam mê và nuôi dưỡng thì tương lai sẽ tươi sáng. Hãy cố gắng học tập và để làm sao nuôi dưỡng cho mình một cái ước mơ, để sau này các bạn thực sự có những cái thành công, có những cái ý nghĩa trong cuộc sống. Thì đây cũng là cái điều mà cái thông điệp chung của đoàn muốn gửi gắm đến các cái điểm trường mà chúng ta ghé thăm cũng như là tặng quà. Thấm Thoát đã một tháng kể từ ngày phát động chương trình thiện nguyện hạt giấy nâng bước tương lai 2024. Bên cạnh hai hoạt động Trường đẹp cho em và Phòng tin học cho em do Ricky Shop tài trợ, người Ricky tại khắp mọi nơi đã cùng nhau quyên góp 154.456.101 đồng để gửi rất nhiều phần quà thiết thực đến Lai Châu, Sơn La, Quảng Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến đi ngày 24 tháng 8 với 105 tình nguyện viên Ricky Shop đã mang theo tình cảm. Tất cả những quà tặng trên của hơn 2.000 cán bộ nhân viên đến với các em nhỏ và những hoàn cảnh khó khăn tại 4 điểm đến. Cảm ơn anh chị em Ricky Shop đã cùng nhau tạo nên mùa hạc giấy thành công, tạo nên những kỷ niệm đẹp và vô cùng ý nghĩa. Hẹn gặp lại anh chị em tại hạc giấy 2025. Green!